Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu tranh giải 3 giải cầu lông vô địch tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2020. Vô địch tỉnh Bắc Ninh nội dung mở rộng. Tuấn Anh của đơn vị Sibucha Hà Nội. Đối thủ của họ là cặp đôi Ngọc Triệu và Trọng Nghĩa, cũng đến từ Hà Nội. Ở trận bán kết thì cặp đôi Chí Đức Tuấn Anh thua cặp đôi số 1 Việt Nam, đó là Tuấn Đức Hồng Nam, thua cặp đôi Thiều Tuấn Anh với điểm số suýt soát 31-30.
quá.